chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì anh em mình tiếp tục trở lại với clip sôi ếch. Thì bây giờ hai anh em mình bắt đầu đi rảo đồng mọi người, xem coi có cái đồng nào bơm nước không. Thì cái đồng này là hôm trước là đã có bơm nước rồi, nên là bây giờ mình sẽ đi ra, mình với Út sẽ di chuyển đi tìm những cái đồng khác để xem coi có thành quả gì đặc sắc để quay cho mọi người cùng xem luôn ha. Rồi mọi người cùng chờ xem kết quả của đêm nay của hai anh em mình luôn ha mọi người. Lên xe đi, mình đi qua bên kia thử coi Út, anh nghe có tiếng máy bơm nước kìa. Ở đây thì Út nó có bắt được em nhái nước mặn, nhái không mọi người, không có, nhưng mà nhái này là nhái bự luôn á. Giờ mình di chuyển đi tiếp đi Út. Ở đây thì nhái nước mặn rất nhiều mọi người, cũng bự bự không á. Đây mình phát hiện một em nè. Bây giờ mình xuống bắt nó trước, cũng bỡ cỡ một ít đực á, tại vì trên này ếch không có bự. Đây nó mới chui vô đây, đây này mọi người, khá bự á, con này cũng được. Đây, một em đầu tiên. Út nó đang sôi bên kia. Ở đây thì ba nó cũng vừa lên tới mọi người, nó đi với bạn nó lên cũng đi sôi ếch, nhưng mà giờ thì hai anh em mình đi kiếm đồng. Út nó đang sôi bên kia mọi người, giờ mình đây mình cũng làm được một em, này cũng khá bự đó, cũng được, ok đó. Đây ếch được mặn cỡ vậy là được rồi mọi người, vậy là sai bự rồi đó. Đám này cũng mới vừa bơm vô mà thấy rạ nhiều quá, cũng khó sôi, không biết có ếch không đây. Nhưng mấy đêm trước thì mình làm cũng ok á, thấy cũng được á. Đám này thì chưa có rút rạ mọi người, mà đang bơm nước vô, nên là chắc hai anh em di chuyển thì tìm đám khác quá. Rạ quá trời nè, cũng có đốt rồi nhưng mà sao còn dữ vậy, này đâu có sôi được. Nãy giờ bạn bắt được nào không? Anh hai làm được em cỡ ếch đực á. Nhái nước mặn mà nó bự thiệt ghê thiệt chứ. Ở đây nhái nước mặn bự khủng khủng không. Đi chạy nãy anh hai đi qua tới mé mình kia luôn á. Thấy khu queo à. Bây giờ mình di chuyển lên tìm đám khác luôn mọi người. Đây thì mình có phát hiện em nữa mọi người. Nằm trốn trong này nè. Đó. Em được con bự à. Được. Rồi. Bắt đó. Cũng được à. Nhớ trúng mặn, nhớ nước mặn, nhưng mà bự. Tính đã cỡ ếch đực luôn á. Ok, cũng có cái ấy mình đem về quê đúng không? Một em nhái nước mặn kia đằng đó luôn mọi người. Lúc này xuống bắt. Trên này thì nhái nước mặn nhiều. Quá giờ thấy ít. Không có thấy ếch nhiều. Chứ không? Ok, được rồi. Không làm khô. Có làm khô, nó chua rồi. Quà, đúng rồi. Rồi quê có một đây. Rồi, đây. Em một em này nè. Đằng kia thì mình phát hiện một em nhái nước mặn luôn rồi. Em này cũng khá bự á. Em nè mọi người, đang ếch đực quá. Ếch đực nè mọi người. Ếch đâu? Đã chưa mọi người? Còn gì nữa? Đó. Đó. Nhằn nghế luôn. Quá đã không? Con này kêu lớn lắm à. Rồi. Đồng vô queo. Mới xới cục queo mà. Này vô nước sôi đã lắm. Rồi di chuyển tiếp luôn Út ơi. Đây nó nhảy đậu ếch chắc có đường vương ốp. Quá đẹp, đẹp không Út? Quá đẹp luôn, Út té luôn. Nè cầm đi ếch, nhảy xuống cái té hụt giò té luôn em ếch. Quá đẹp, quá đẹp luôn, tuyệt vời. Nô chạy theo nhảy xuống cái té luôn. Tại không có ở đây có cái đường mương nè nên hai mới bắt luôn, không để Út bắt rồi. Quá đẹp. Rồi, à, chuyển lên luôn Út. Em bít cái vẫn chà bá luôn Út. Coi nè. Bập lúc. Hết nói luôn. Trứng không ạ.
hàng ít cái đây vậy là quý. Ừ. Cũng bự rồi, chưa được ít nái. Cái này là quý là đồng gì đó vậy còn chờ gì nữa. Thế anh hai ráng kiếm thêm vợ em nữa coi. Con bả đâu mất tiêu rồi ta. Ừ. Đó có lãng tặng lãng cẳng. À. Được mấy em ít rồi không? Con này nữa. Ba bốn em chưa? Ba chưa? Vô. Đó. Đó. Nặng nặng. Ừ. Giờ mình đi tìm tiếp. Coi mấy đồng nào cái ruộng nào bơm nước lên đó. Thì anh em mình sôi nãy giờ cũng chưa thấy nào ưng ý đâu mọi người. Toàn là nhái, còn nhái nhiều lắm, nhái nước mặn dữ lắm. Nhái nước mặn bự cỡ ếch đực luôn á. Xuống bắt nhái gì không? Ừ. Đây nha. Nước mặn cũng bự lắm rồi. Nhìn trốn ghế đó. Trốn. Thấy không? Bắt đi không? Trốn. Bên kia là nãy anh em mình phát hiện có con ếch nằm trong hang đó mọi người. Út giờ nó đang lay quay nó bắt nó lại đó thử coi. Cái hang không biết cái hang đó sâu không à. Nó nhảy vô trong hang luôn rồi. Rút thì thử rồi Út. Chắc sâu hả? Dính hả Út? Ôi kịch tính với Út. Cười mọi người. Chắc là dính rồi. Tại vì bên đây bà á mình không có lội qua. Út nó lội qua anh đó. Đã chưa? Nè công sức mai về anh hai thưởng chở đùi. Út. Bề nào lát ai anh em cũng dơ mình rồi. Đây Út nó bắt được nghe vết rồi mọi người. Đây. Rồi hay quá. Nãy giờ Út bắt được nghe vết đầu tiên rồi. Vô vị đi Út ơi. Em vết đầu tiên của Út. Nó hai cái ngách luôn. Hai ngách đúng không? Ừ, ngách kia nó đi lên tưởng đâu xong rồi. Nó được ít cái không? Ừ. Ừ. Chờ, chờ vô đi. Thôi giờ mình đảo ra đi kiếm đồng khác Út ơi. Ở đây nước người cũ rồi. Chuột cống hả? Út mới làm được cái chuột. Trên này thì mình phát hiện một em ếch rồi mọi người. Phải trước ánh đèn rồi nè. Rồi nó học à. Chắc chắn ếch rồi mọi người. Ờ mọi người. Con gì vậy? Ếch. Ủa? Chị chạy. Dễ gì. Một em ếch nữa nha mọi người. Đây. Nãy giờ mình kiếm đó. Sao mà xảy được. Không có cái vỏ xuống luôn mọi người. Nãy đây mình cũng nghe một hai con kêu kìa. Nhưng mà bây giờ mình tìm thêm mấy em khác. Đây, quá tuyệt vời. Đây, rạ dữ lắm mọi người, khó thấy. Mình xôi tiếp. Cái này rạ hơi khó xôi mọi người. Nhưng mà cũng có nghe một hai con kêu, không biết sao đây. Giờ Út nó đem con ếch lên trên kia. Nó ấy rồi. Nó đi lên trên chảnh này. Đây mình phát hiện một em mọi người. Trời, xa quá. Nhỏ mọi người, ít đực. Ít đực nhỏ. Con bự dữ. Đây nhái thì quá trời nhiều rồi. Nên kiếm coi có con nào bự nữa không. Út thì đứng chờ mình trên xe trên kia rồi. Ở đây thì thêm một em nhái nước mặn nữa mọi người. Em này cũng to. Nhái bự 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 không à. Vậy là mình được ba em. Một em ếch đực. Em nhái nước mặn. Bây giờ để đi lên Út. Có Út. Được em nào không? Được em nào không? Ở đây mình phát hiện có một em ếch. Mới vừa hợp xuống nè. Mà rạ nhiều quá. Coi coi mình có bắt nó không. Mình nói rồi mọi người. Đã đợi. Đây em. Đã chưa?
thấy nó hộp rõ ràng ở đây mà. Cái ngay đây nè. Rồi. Ếch ở đây kêu cũng nhiều mọi người, nhưng mà rạ khó sôi. Mình làm được con em tìm nó nãy giờ. Đây, một em này có thêm một em nữa mọi người. Đây, em làm nè. Đó. Đó chưa? Xử lý nó ốc. Phát hiện cặp ếch rồi mọi người. Đeo cặp rồi nè. Rồi. Nhanh thì chứ mới này đeo cặp rồi. Đã chưa? Đó, úp. Chạm chạm mặt. Chạm mặt à, cặp ếch rồi phải không? Đã chưa? Ừ. Rồi, cái nè. Chơi chưa? Khủng khiếp chưa? Đực này. Ừ. Một cặp ếch. Đó, úp chạm mặt hết cái. Giờ đây con nữa nè, đâu đây con nữa nè. Nên hai thấy tới hai con lận. Khoan bây giờ mình cho nó vô túi trước đi. Đây. Đã cho hết đã qua đã. Ừ. Đây ếch đực. Vô, vô. Cặp ếch. Út nó nói với mình là nó chờ đợi cái giây phút này. Từ bữa giờ mọi người. Đó, giờ bữa nay là được bắt ếch cặp rồi nha. Bây giờ chờ đợi để bắt ếch cặp đó. Đó. Tuyệt vời. Quá đẹp. Rồi đây hồi nãy mình thấy đâu đây có con nữa nè. Giờ mình tắt bếp mình kiếm nó coi. Nằm kế bên đây con nữa. Bắt được nó rồi mọi người. Đây, đây. Út nó hay quá. Đây. Đã chưa? Khoái lắm. Tuyệt vời. Đêm nay Út được trải nghiệm. Chắc là Út. Đó. Đã chưa? Nãy cái túi kia để trảnh lấy túi nhỏ thì. Đã nãy anh này kêu lấy cái túi kia xuống mà. Sách lát lên lên này lấy cái bình nước xuống luôn. Đã chưa? Nó có chừng nhảy ra nha Út. Ba em một chỗ. Ừ. Rồi còn con đang kêu nữa. Mà nó nằm ở trong mọi người. Để bây giờ mình clip mình soi tiếp để có rồi mình quay cho mọi người cùng xem luôn ha. Xa xa đằng kia mình phát hiện có một em nữa mọi người. Mình đang chuyển về để coi coi thằng nào đâu rạ nhiều quá sợ nhiều khi quá nhưng mà cố gắng mình kiếm. Đây đây đeo cặp luôn Út ơi, một cặp nữa nè mọi người, một cặp ếch nữa nè. Đây rồi một cặp nữa nè. Đây lần hai trải nghiệm á Út, cái cái đã ếch đực cũng bự nữa nè, một cặp nữa mọi người. Rồi đây đưa anh hai cặp bọc thôi. Chạy chạy đâu chưa thôi. Trời ơi cái nè. Đã chưa? Ít cái bự hơn con nãy nè. Đây ít đực. Một cặp nữa là đất cặp thứ luôn. Hai. Trời trải nghiệm vài giúp. Đã nha, đã nha. Quá ngon. Đó. Chứ. Rồi ít cái hết ra. Vô. Hồi của con nè, ít cái nè. Rồi cái bàn tay con gút nó bự quá mọi người. Nè. À, vậy ghê không? Đó, đó. Đó. Giờ đi lên kia lấy cái bọc kia xuống là vừa rồi Út. Ừ. Xe mình để ở trên kia mọi người. Rồi mình di chuyển lên để lấy nước với bọc ếch kia xuống để mình bỏ nó vô chung luôn. Quá đã. Rồi đêm nay khởi đầu như vậy thấy cũng ok hả Út? Như đó là như đó cả ký lô rồi đó. Một cái nóng lạnh 5 con dọn một chỗ. Ở đây hình như là mình thấy có một em ếch đó mọi người. Nằm hơi khuất. Một em. Ếch cái luôn mọi người. Đây. Đây thêm một em nữa. Em bắt chín rồi mọi người. Ảnh chui hay quá. Nhanh nó ghê luôn á. Em ít cái. Mà ít cái này nhỏ mọi người. Không bự dữ. Cũng ok. Có là được. Nhưng mà đầu hôm thì bắt mình bắt cái nước mặn thì nhiều. Bây giờ thì mình tập trung bắt ếch mọi người. Giờ cũng gọn rồi. Nãy giờ mình làm cũng được. Chắc cũng cỡ 2-3 kg ếch rồi đó. Giờ để mình đi soi tiếp xem coi có thêm thành quả đặc sắc không. Con này nó nhớ bạn nó đang đeo cặp. Đây, con này cũng khá to.
giờ mình bắt nó luôn. Bắt một cái, nhái nước mặn một cái này. Đây thì có cặp nhái nè, cặp nè mọi người. Đây,